Thưa quý vị, xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, công tác xây dựng môi trường văn hóa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có sức lan tỏa và đi sâu vào đời sống xã hội. Hiện nay, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, thực trạng tư tưởng, đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến phức tạp, thì việc tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bộ Văn hóa đã tập trung triển khai chỉ đạo theo hướng là có trọng tâm trọng điểm, chọn những khâu có tính chất đột phá. Ngoài việc xây dựng môi trường văn hóa công sở như lâu nay chúng ta làm, ngoài việc chúng ta đang phát động phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhưng chúng ta chú ý hơn về thực chất, về chiều sâu của việc phong trào. Chúng ta lấy nhân dân làm chủ thể, cũng như chúng ta hướng đến xây dựng một cộng đồng dân nhân có văn hóa, doanh nghiệp văn hóa. Đây là một buổi hội thảo xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và những nhà nghiên cứu. Bởi môi trường văn hóa doanh nghiệp sẽ tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên trong doanh nghiệp. Xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp càng trở nên quan trọng khi mà doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển kinh tế đất nước. Để giữ chân nhân tài, tạo nên lợi nhuận và phát triển bền vững, môi trường văn hóa doanh nghiệp cần được đặt trọng trách ngang với chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị đó. Mỗi doanh nghiệp có môi trường văn hóa lành mạnh sẽ tạo ra một nền kinh tế bền vững và có bản sắc. Ngoài những hoạt động tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, trong trường học hay nơi công sở, thì một trong những phong trào tiêu biểu nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có sức lan tỏa sâu rộng từ thành thị tới nông thôn, từ vùng đồng bằng tới vùng biên giới miền núi. Trong những năm qua thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành những cái văn bản pháp quy và những cái đề án, dự án và những cái chương trình phối hợp với các ban bộ ngành liên quan từ trung ương để thực hiện có cái hiệu quả cái công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó thì đã tăng cường cái khối đại đoàn kết dân tộc giữa các dân tộc và các địa phương trong cả nước. Những giá trị đó chỉ là mới bước đầu, nhưng mà nó có sức lan tỏa, nó cổ vũ cho chúng ta, nó thấy được chúng ta đang đi đúng hướng để chúng ta xác định đây là nơi để hình thành giá trị nhân cách của con người Việt Nam. Các phong trào xây dựng môi trường văn hóa được triển khai đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, từ đó tạo nên động lực khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy. Ngày nay khi văn hóa đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của đời sống xã hội, vấn đề xây dựng môi trường văn hóa là việc làm vô cùng quan trọng và bức thiết. Chính vì vậy, việc xác định xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn diện ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, vừa là nhiệm vụ cũng là mục tiêu để đưa văn hóa thực sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế.